everyone. Chào mừng các em đã quay trở lại với lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi làm những bài tập của phần Looking Back trong Unit 10 Energy Sources thuộc sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, sách Global Success, kết nối tri thức với cuộc sống. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi giải bài tập của hai phần, đó chính là phần Vocabulary, phần từ vựng, và phần Grammar, phần ngữ pháp. Vậy thì đối với hai phần này, mỗi phần chúng ta sẽ chỉ có hai bài tập thôi các em nhé. Vậy thì cô mong là các em sẽ thật chú ý học cùng cô trong suốt cả video ngày hôm nay. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô bắt đầu với phần đầu tiên, đó chính là phần Vocabulary, từ vựng. Exercise number 1. Match the adjectives in column A with the nouns in column B to make phrases. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta là hãy nối những tính từ ở cột A với những danh từ ở cột B để chúng ta có thể tạo ra những cụm từ có nghĩa các em nhé. Ok, vậy thì đối với bài tập này trước hết chúng ta sẽ cùng cô đi đọc những tính từ ở cột A trước nha. Và chúng ta xem là có tính từ nào mà chúng ta còn thấy mới lạ và chúng ta chưa biết thì các em có thể ghi lại nhé. Ở cột A cô có từ đầu tiên là number 1, solar. Solar là một tính từ. Bài tập số 1 mời các bạn ghi lại cùng cô. Solar. Và từ này có nghĩa là thuộc về mặt trời. Thuộc này. Hoặc là liên quan đến các bạn nhé. Ok, liên quan đến mặt trời. Solar, thuộc hoặc là liên quan đến mặt trời. Tiếp theo thì cô có từ số 2. Hot. Hot. Các bạn biết từ hot này là một tính từ và tính từ này có nghĩa là nóng đúng không nào? Số 3 cô có từ electrical. Electrical, cái này sẽ là liên quan tới điện. Ok. Electrical. Rồi. Từ này là liên quan đến điện. Tiếp theo cô có từ số 4 là renewable. Renewable có nghĩa là có thể tái tạo được. Renewable. Các bạn nhớ là bất cứ tính từ nào mà có đuôi able ở đằng sau thì có nghĩa là có thể làm gì nhá. Và ở đây chúng ta gọi là có thể tái tạo được. Ok, có khả năng tái tạo. Và từ cuối cùng có là từ low. Low, từ này có nghĩa là thấp, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sang đến cột B với những danh từ sau. A, water. Water là nước, các bạn biết rồi. B, energy sources. Energy sources có nghĩa là các nguồn năng lượng. C, energy light bulbs. Energy light bulbs nghĩa là bóng đèn năng lượng, đúng không nào? Và đáp án D là appliances. Appliances, các bạn ghi cho cô từ này. Ok, chúng ta cũng kể sang bên này nhá. Các từ trên thì các bạn đã nắm được rồi nên cô sẽ không ghi lại nữa vì chúng ta đã học xuyên suốt trong bài số 10 rồi. Appliances. Từ này có nghĩa là các thiết bị. Và khi mà các bạn bỏ S đi thì nó sẽ chỉ có một thiết bị thôi nhá. Ok, các thiết bị. Appliances. Rồi. Tiếp theo chúng ta có từ energy. Energy là liên quan tới năng lượng rồi đúng không nào? Energy, năng lượng. Ok, bây giờ thì cô mời các bạn hãy cùng cô đi nối phần tính từ ở bên cột A với danh từ ở cột B sao cho chúng tạo ra những cụm từ có nghĩa nhá. Ok. Number 1, solar. Solar các bạn vừa dịch là thuộc hoặc là liên quan đến mặt trời. Vậy thì từ solar của chúng ta, câu số 1 này phải nối với danh từ nào tương ứng đây? À, chính là đáp án Y các em nhá. Solar energy. Ok. Solar energy. Và từ này có nghĩa là năng lượng mặt trời. Ok, từ này các bạn đã biết rồi đúng không? Chúng ta cứ ghi lại cho cô nếu với bạn nào chưa nắm được nhá. Solar energy. Chúng ta gọi là năng lượng mặt trời.
solar energy, năng lượng mặt trời. Tiếp theo sang đến từ số 2 có từ hot. Ok, hot. Thì khi các bạn ghép này, các bạn phải xem là ghép vào các từ ở bên phải tương ứng của mình nó có nghĩa không nhá. Ví dụ như các bạn ghép là hot appliances, nghĩa là các thiết bị nóng. Nghe không có nghĩa tí nào đúng không nào? Ok. Hoặc là hot energy light bulbs, nghĩa là những bóng đèn năng lượng nóng à. Nghe rất là lủng củng đúng không các em? Vậy thì chúng ta sẽ chỉ có một từ đi được với từ này, đó chính là từ hot water. Ok. Hot water. Đó. Các em tuy là ghép thành cụm từ nhưng nó phải có nghĩa nhá, và chúng phải thường đi với nhau cơ. Hot water nghĩa là nước nóng đúng không nào các em? Ok, chúng ta ghi lại với cô này. Hot water. Ok. Chúng ta sẽ viết cho cô là noun phrase nhá. Nước nóng. Ok. Hot water. Noun phrase. Noun phrase nghĩa là cụm danh từ đấy ạ. Ok. Noun phrase, cụm danh từ. Từ này có nghĩa là nước nóng. Tiếp theo các bạn sang đến câu số 3. Electrical, cái gì đó. Electrical có nghĩa là liên quan đến điện. Vậy thì chúng mình sẽ ghép cho cô là electrical appliances. Và từ này có nghĩa là các thiết bị điện các bạn nhé, các thiết bị điện. Ok. Vậy là chúng ta sau khi ghép xong từ electrical và từ appliances thì các bạn có một cụm từ là electrical appliances, các thiết bị điện. Các thiết bị điện. Ok. Bây giờ thì cô mời các bạn làm tiếp cho cô câu số 4 nào. Renewable có nghĩa là có thể tái tạo được. Cái gì có thể tái tạo được ạ? Chính là các nguồn năng lượng đúng không nào? Câu số 4 sẽ đi với đáp án B. Renewable energy sources, các nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Rồi chúng mình viết tiếp vào đây cho cô. Mặc dù những cụm từ này chúng ta đã học xuyên suốt toàn bộ bài số 10 rồi, tuy nhiên đây là phần ôn tập nên cô vẫn sẽ viết nghĩa cho các bạn nhé. Renewable energy sources. Ok. Rồi, các nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Ví dụ như là các nguồn gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta đã học là có wind, gió này, solar energy, năng lượng mặt trời này, và hydro energy đúng không? Đó chính là ba nguồn năng lượng có thể tái tạo được, đó chính là mặt trời, gió và nước. Ok, tiếp theo chúng ta đến với câu số 5. Từ low, low có nghĩa là thấp, và từ còn lại duy nhất ở trong cột B này sẽ là đáp án C. Các bạn ghép vào và cùng dịch nghĩa với cô này. Low energy light bulbs. Low energy light bulbs. Cụm từ này các bạn dịch cho cô là gì? Bóng đèn năng lượng thấp nhá. Low energy light bulbs. Bóng đèn năng lượng thấp. Okay. Low energy light bulbs, bóng đèn năng lượng thấp. Now let's move on to the new word sheet. Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần danh sách các từ mới ở trong bài số 1. Và các em đọc lại với cô một lần nha. Mời các bạn quan sát với cô danh sách từ. Solar, thuộc hay còn gọi là liên quan tới mặt trời. Electrical, liên quan đến điện. Renewable, có thể tái tạo được. Hot water, noun phrase, một cụm danh từ, và từ này có nghĩa là nước nóng. Renewable energy sources, các nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Low energy light bulbs, bóng đèn năng lượng thấp.
appliances, các thiết bị. Solar energy, năng lượng mặt trời. Electrical appliances, các thiết bị điện. So now we just finished exercise number 1 and let's move on to exercise number 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần bài tập số 2 nhé. Mời các bạn hãy cùng quan sát đề bài của bài số 2. Complete the sentences using the phrases in exercise number 1. Các em hãy hoàn thành những câu dưới đây và hãy sử dụng những cụm từ mà chúng ta đã vừa nối ở trong bài tập số 1 để điền vào chỗ trống. Ok, câu đầu tiên của chúng ta là We should use in our homes to save energy. Chúng ta nên sử dụng. Chỗ này là các bạn cần điền này, sử dụng cái gì đó ở trong gia đình của chúng mình để tiết kiệm điện. Ok, vậy thì cái keyword mà chúng ta cần gạch trong này đó chính là save energy, tiết kiệm năng lượng, đúng không nào? Vậy thì chúng ta nên sử dụng cái gì để tiết kiệm năng lượng? Các bạn hãy cùng nhìn lại với cô những cụm từ ở trong bài số 1 nhé. Ok, đầu tiên chúng ta có cụm là solar energy, năng lượng mặt trời này. Hot water, nước nóng này. Electrical appliances, các thiết bị điện. Renewable energy sources là các nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Và low energy light bulbs, nghĩa là các bóng đèn năng lượng thấp. Vậy thì trong số những đáp án mà cô vừa mới đọc lên cho các bạn ấy, thì theo các bạn là cụm từ nào sẽ phù hợp? Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cụm từ phù hợp đó chính là low energy light bulbs. Ok, có nghĩa là chúng ta nên sử dụng những bóng đèn có năng lượng thấp ở nhà của chúng mình để có thể tiết kiệm năng lượng, đúng không nào? We should use low energy light bulbs in our homes to save energy. Tại sao mà chúng ta lại không được lựa chọn những từ vựng khác? Bởi vì theo các em thấy nhá, nếu mà chúng ta sử dụng solar energy, nghĩa là năng lượng mặt trời, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời, và chúng ta sẽ dùng từ khác cơ, chứ không dùng từ solar energy này đâu nhá. Chúng ta sẽ dùng cho cô là solar panels chẳng hạn. Và cụ thể là in our homes thì trường hợp ở trong nhà của chúng ta thì sẽ thường là liên quan tới các thiết bị. Ok, các thiết bị, chứ chúng ta sẽ không dùng là từ energy, các năng lượng mà sử dụng trong nhà thì nó chưa được cụ thể, đúng không nào? Ok, ở đây thì chúng ta có thể nói là gì ạ? Hot water, sử dụng nước nóng trong nhà để tiết kiệm năng lượng, có hợp lý không ạ? Không hề, đúng không nào? Vì nước nóng làm sao? Chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày mà. Và nếu mà để sử dụng nước nóng thì các bạn cần phải làm gì? Bật bình nóng lạnh, đúng không? Và điều đó thì sẽ tốn điện, tốn năng lượng, chứ không hề tiết kiệm tí nào. Ok, và từ electrical appliances là các thiết bị điện thì cũng vậy. Nếu mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện ở trong nhà để tiết kiệm năng lượng thì cũng không hợp lý, bởi vì hàng ngày chúng mình vẫn đang sử dụng thiết bị điện, nhưng phải sử dụng tiết kiệm. Phải sử dụng như thế nào? Ví dụ như là khi mà chúng ta ra khỏi nhà thì tắt thiết bị điện đi, thì đấy mới gọi là cách tiết kiệm các em nhé. Ok, và các từ như là renewable energy sources hay là solar energy thì sẽ không hợp lý, bởi vì nó đang nhắc tới cái nguồn năng lượng nói chung. Và đây chúng ta cần phải dùng một cái thiết bị gì đấy cụ thể ở trong nhà của mình cơ. Ok, chính xác là in our homes cơ. Ok, vậy là các bạn hãy hiểu tại sao câu số 1 chúng mình chọn đáp án này rồi, đúng không nào? Chúng ta sang đến câu số 2 nhá. Do they always turn off the before leaving the room? Có phải là họ thường xuyên tắt trước khi mà họ rời khỏi phòng không? Khi mà chúng mình rời khỏi phòng thì cần phải tắt cái gì hả các em, để có thể tiết kiệm năng lượng nào? Chúng ta cần phải tắt các thiết bị điện nhá. Và thiết bị điện chúng mình vừa học bài số 1 là electrical appliances. Ok, rồi, chỗ này các bạn đã quá là dễ dàng chọn lựa được đáp án rồi, đúng không nào? Tiếp theo chúng mình đọc lại với cô câu số 2 này. Do they always turn off the electrical appliances before leaving the room? Sang đến câu số 3, cô có We can protect the environment by using. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng. Ok, theo các em chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng gì ạ?
Nào chúng mình xem lại những đáp án còn thừa lại ở trong bài số 1 nhá. Hot water. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng nước nóng. Không có nghĩa gì cả đúng không nào? Thế còn chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng solar energy, năng lượng mặt trời thì sao ạ? À, cũng khá là hợp lý đấy nhỉ. Thế nhưng mà cô nghĩ là we can protect the environment by using renewable energy sources thì sẽ chính xác nhất kèm nhá. Tại vì sao ạ? Bởi vì cụm từ renewable energy sources sẽ là cụm từ chính xác nhất, bởi vì là nó đã bao gồm cả solar energy ở bên trong đó rồi. Chính là nó là những nguồn năng lượng có thể tái tạo được, và nó đã bao gồm cả năng lượng mặt trời ở trong đó. Và cô đã nhắc các em là nguồn năng lượng tái tạo được bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện, đúng không nào? Vậy thì chúng mình sử dụng từ này sẽ bao quát nhất, được không nào? We can protect the environment by using renewable energy sources. Câu số 4. When energy comes from the sun, we call it. Khi mà năng lượng đến từ mặt trời thì chúng ta gọi đó là năng lượng mặt trời thôi, đúng không? Rất là dễ rồi. We call that solar energy. Rồi, câu này không có gì phải phân vân nữa các em nhá. Sang tới câu cuối cùng này. She has day and night because she had solar panels on the roof of her house. Cô ấy có cái gì đó cả ngày lẫn đêm bởi vì cô ấy đã lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời ở trên mái nhà của mình rồi. À, và cô cũng đã hướng dẫn chúng mình là khi mà nhà của bạn nào có sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời, hay chúng ta còn gọi là solar panels, thì nước ở trong nhà của chúng ta sẽ luôn luôn giữ được nhiệt, đúng không nào? Bởi vì là chúng mình không cần có phải bật bình nóng lạnh nữa, mà cái tấm năng lượng mặt trời nó sẽ thu hút cái năng lượng mặt trời ấm nóng vào và sẽ chuyển hóa thành một lượng điện để cho chúng ta có thể giữ được nước ấm, right? Okay, she has hot water day and night because she has solar panels on the roof of her house. Okay, vậy thì trong bài số 2 này chúng ta có cần chú ý những cụm từ gì không ạ các em? Chúng ta có cần chú ý cụm từ day and night, đúng không nào? Đây là một cụm trạng từ các em nhé. Rồi, bài số 2 các bạn ghi lại cho cô này. Cụm day and night các bạn sẽ dùng như là trạng từ trong câu adverb để thể hiện là cả ngày lẫn đêm. Nghĩa là ý bạn ấy ở đây là dù đêm hay ngày thì nước ở trong nhà bạn ấy vẫn luôn là nước nóng, hot water, đúng không ạ các em? Ok, và chúng mình có từ roof nghĩa là mái nhà các bạn nhé, mái nhà. Và solar panels thì các bạn đã biết rồi, solar panels chính là tấm pin năng lượng mặt trời. Ok, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 chỉ với hai cụm từ mới trong bài, đó chính là day and night, ngày lẫn đêm, và roof, mái nhà. Bây giờ thì cô mời các bạn hãy cùng cô chuyển sang phần tiếp theo ở trong bài Looking Back ngày hôm nay. Đó chính là kỹ năng còn lại của chúng ta liên quan tới grammar, liên quan tới ngữ pháp. Trong phần ngữ pháp này thì cô mời các bạn hãy cùng đọc đề bài với cô, bài số 3. Exercise number 3. Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present symbol of the verbs in brackets. Bài tập số 3 thì chúng mình sẽ làm liên quan tới chủ đề ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn. Các bạn có nhiệm vụ là hãy hoàn thành những câu ở dưới bài 3 bằng cách sử dụng dạng đúng của những động từ ở trong ngoặc, chia ở thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì hiện tại đơn. Ok, vậy thì các bạn sẽ phải nhớ lại giúp cô. Ở đối với thì hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ dùng khi nào? Chúng ta sẽ dùng khi có một câu mệnh lệnh ở trong câu, hoặc là chúng ta sẽ dùng khi mà nói về một hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói, có các từ nhận biết như là now, at the moment, đúng không? Vân vân. Hay là chúng mình cũng sẽ nói về những hoạt động mà sắp tới sẽ diễn ra và diễn ra xung quanh cái thời điểm nói đấy. Ok, vậy thì chúng mình sẽ nhìn giúp cô câu đầu tiên nhá. Look, it rained heavily. Nhìn kia, trời đang mưa rất là nặng hạt. Các bạn nhìn thấy từ look
Đây chính là một cái dấu hiệu của câu mệnh lệnh, đúng không nào? Vậy thì đối với dấu hiệu của câu mệnh lệnh, các bạn dùng thì hiện tại tiếp diễn cho cô. Ok, rồi chúng mình ghi lại cho cô nhá. Công thức của thì hiện tại tiếp diễn đối với câu khẳng định. Rồi chỗ này là hiện tại tiếp diễn này. Đối với câu khẳng định thì các bạn sẽ có công thức là chủ ngữ cộng với am, is hoặc are, tùy từng ngôi đúng không? Cộng với cả verb thêm ing đằng sau. Rồi, và chúng mình sẽ có 3 cách sử dụng. Thứ nhất là đối với câu mệnh lệnh, dấu hiệu nhận biết của chúng mình đây. Hai là sự việc diễn ra tại thời điểm nói. Ok, nghĩa là things happen at the moment of speaking, đúng không? Sự việc diễn ra tại thời điểm nói. Và tiếp theo thì chúng mình sẽ có gì nữa ạ? Sự việc diễn ra, sắp diễn ra này, sự việc sắp diễn ra, hoặc là diễn ra xung quanh thời điểm nói. Ok, đó, các bạn thấy đây là 3 cái cách nhận biết của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Và bên cạnh đó thì chúng mình có một số dấu hiệu, dấu hiệu nhận biết, như là từ at the moment, đúng không nào? At the moment. Now. Rồi, chúng mình còn gì nữa ạ? This month, đúng không? This month, this year, vân vân. Đó, this month, this year. Ok, vậy thì bây giờ các bạn nhìn cho cô này. Chúng ta sẽ xem cho cô. Câu đầu tiên này, look it chấm chấm chấm, rain heavily, đúng không? Các bạn được cho từ rain, nghĩa là mưa, động từ mưa. Vậy thì các bạn thấy là chỗ này chúng ta đã xác định từ look ở đây chính là thuộc câu mệnh lệnh rồi. Vậy thì động từ các bạn phải chia là gì? Ok, đó chính là chủ ngữ it, trời này, am, is hoặc are. Vậy thì it là chủ ngữ số it, đúng không nào? Các bạn phải đi với động từ to be là is. Rồi chúng ta viết luôn nhá, it is. Động từ chính của mình phải thêm đuôi ing đằng sau. Vậy thì từ rain các bạn phải thêm đuôi ing vào. Và cô có từ raining, đúng không ạ? Raining. Ok, rồi mời các bạn đọc lại với cô. Look, it is raining heavily. Nhìn kia, trời đang mưa rõ là to luôn. Ok, sang đến câu số 2. Normally, they start school at 8 o'clock in the morning. Thường xuyên thì họ bắt đầu đi học vào lúc 8 giờ sáng. Ok, hoặc là thường xuyên thì nhà trường sẽ bắt đầu vào lớp lúc 8 giờ. Vậy thì các bạn nhìn thấy trong từ này, trong câu này chúng ta có từ normally. Normally nghĩa là thường xuyên, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có được sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nữa không? Không đâu nhá. Thế thì chúng ta sẽ phải đến với cả thì số 2, đó chính là hiện tại đơn, cô viết tắt là HTD. Hiện tại đơn, chúng ta sẽ có công thức của câu khẳng định là chủ ngữ cộng với cả verb, thế thôi. Và đối với cả ngôi thứ 3 số ít thì các bạn còn là s hoặc là es đằng sau nữa. Đó. Ok, vậy thì các bạn nhìn giúp cô. Đối với thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ sử dụng để nói về cái gì? Nói về một sự thật hiển nhiên. Ok, hoặc là một hành động có tính quy luật. Rồi, một hành động có tính quy luật này. Và tiếp theo chúng ta nói về thói quen. Và thứ ba chúng ta nói về lịch trình. Lịch trình này thường là thời khóa biểu hoặc là lịch trình tàu xe nhá, lịch tàu hoặc xe hoặc máy bay vân vân. Đó, các bạn cứ nhớ là những cái gì đã được lên lịch sẵn rồi thì đó sẽ phải sử dụng thì hiện tại đơn. Rồi, các bạn rõ chỗ này rồi đúng không? Cô đọc lại nhá. Thì hiện tại đơn của chúng ta có công thức ở trong thể khẳng định là chủ ngữ cộng với động từ
Và động từ có thể thêm s hoặc là es đối với những chủ ngữ ngôi he, she và it. Và hiện tại đơn sẽ được sử dụng để nói về một sự thật hiển nhiên, một hành động mang tính quy luật, một thói quen hoặc một lịch trình như là thời khóa biểu hoặc là lịch tàu, lịch xe, lịch máy bay, vân vân. Ok, vậy thì các bạn sẽ xem cho cô. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn là gì? Đó chính là những trạng từ usually, always, normally, vân vân. Còn các từ khác nữa rất là nhiều ở trong thì hiện tại đơn. Ok, vậy thì các bạn xem giúp cô. Trong câu này có từ normally, nghĩa là thường thường đúng không ạ? Thường thường, thông thường thì. Họ sẽ bắt đầu trường học vào lúc 8 giờ sáng. Ok, các bạn thấy là đó chính là một cái gì ạ? Đó chính là một cái lịch trình, một cái thời khóa biểu đúng không nào? Một cái việc mà bất biến không bao giờ thay đổi, đó chính là trường đó sẽ luôn mở cửa vào lúc 8 giờ. Các bạn học sinh sẽ luôn đi học vào lúc đó. Vậy thì đây chính là một hành động ở trong thì hiện tại đơn. Và chủ ngữ của chúng mình là chủ ngữ they. Vậy thì các bạn có cần thêm s hay là es vào động từ không? Không hề đúng không nào? Chúng mình chỉ cần viết cho cô động từ để nguyên là start, thế thôi. Ok, vậy thì chúng ta có cả câu này sẽ là normally they start school at 8 o'clock in the morning. Thông thường thì họ sẽ bắt đầu đi học vào lúc 8 giờ. Ok, tiếp theo này, chúng ta có câu số 3. He hasn't got a bike at the moment, so he walked to school this week. Ok, rồi, các bạn nhìn thấy trong câu này cũng có từ this week. Đó, đó chính là một trong những dấu hiệu nhận biết của chúng ta của thì hiện tại tiếp diễn nhá. Đây, các bạn nhìn này, dấu hiệu at the moment, now, this month, this year, this week. Ok, ở tháng này, năm này và tuần này thì đều là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Bởi vì đây là một sự việc đang diễn ra xung quanh cái thời điểm nói. Có thể là nó chưa diễn ra nhưng mà chắc chắn là nó sẽ diễn ra ở trong cái tuần đấy. Anh ấy vẫn chưa có xe đạp ở bây giờ, thời điểm hiện tại à, nhưng mà anh ấy sẽ đi bộ tới trường trong tuần này. Ok, vậy thì chúng ta thấy đây là hiện tại tiếp diễn thì các bạn sẽ chia cho cô. He thì phải đi với cả to be là is, đúng không nào? He is. Rồi, động từ walk của chúng ta thêm đuôi ing vào đằng sau thì các bạn sẽ chia là walking. Thế thôi. He hasn't got a bike at the moment, so he's walking to school this week. Bởi vì là anh ấy vẫn chưa có xe đạp bây giờ nên là anh ấy sẽ đi bộ tới trường trong tuần này. Câu số 4. He always chấm 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 his homework in the evening. Anh ấy luôn luôn làm bài tập về nhà vào buổi tối. À, đây là gì ạ? Đây chính là một thói quen của anh ấy đúng không nào? Một thói quen các bạn dùng thì hiện tại đơn. Và ở trong này chúng ta có từ always, chính là một trong những trạng từ chỉ tần suất, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn đúng không nào? Vậy thì các bạn có nói là he always do his homework không ạ? Không nhá. Các bạn nhớ là đối với chủ ngữ he, she và it thì động từ của chúng ta, trợ động từ các bạn luôn dùng cho cô là từ does. Ok, he always does his homework in the evening. Anh ấy luôn luôn làm bài tập vào buổi tối. Sang tới câu số 5, cô có là I'm afraid I have no time to help just now. Tôi e rằng là tôi không thể giúp đỡ được bây giờ đâu. Tôi phải viết một bài essay, nghĩa là phải viết một bài văn. Ok, viết một bài luận. I write an essay à? Không đúng đúng không? Các bạn nhìn thấy là người này người ta đang nói câu đằng trước có từ now. Tôi e là tôi không thể giúp bạn được ngay bây giờ đâu. Bởi vì bây giờ tôi phải viết một bài luận nhá các bạn nhá. Ở đây các bạn thấy là ở thời điểm hiện tại, ngay câu đằng trước người ta nói là tôi nghĩ rằng tôi không thể giúp bạn bây giờ. Bởi vì bây giờ tôi còn phải viết một bài luận. Ok, vậy thì đây chính là một sự việc đang diễn ra tại cái thời điểm nói. Các bạn dùng thì hiện tại tiếp diễn. Chủ ngữ của cô là I. I thì phải đi với động từ to be là am. I am. Từ write của chúng ta là động từ chính. Thêm đuôi ing vào đằng sau, các bạn bỏ e đi. Thì đuôi ing vào cũng có từ writing. I'm afraid I have no time to help just now. I am writing an essay.
Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn bây giờ, tôi còn phải viết luận nữa. Ok, vậy thì trong bài tập số 3 ngày hôm nay chúng ta có những từ mới nào? Các bạn xem cùng cô nhá. Ok, ở đây thì đối với bài này chúng ta sẽ thấy là đầu tiên cô có từ heavily. Heavily. Ok, các bạn gạch chân bằng bút khác màu này. Rồi, heavily nghĩa là một trạng từ. Từ này có nghĩa là mưa rất là to đúng không nào? Nếu mà các bạn nói là heavily thì chúng ta sẽ nói là nặng nề hoặc là nặng. Một cái gì đấy nặng, nghĩa là cân nặng đấy ạ. Các bạn có biết từ heavy không? À ok, đây là bài số 3. Chúng ta có từ heavy trước nhá. Rồi, heavy có nghĩa là tính từ, là nặng đúng không nào? Và tương tự như thế thì cô sẽ có từ heavily. Thêm đuôi ly đằng sau đúng không nào? Ok, thêm đuôi ly đằng sau. Đổi y dài thành y ngắn, thêm đuôi ly đằng sau thì chúng ta có một trạng từ. Và từ này có nghĩa là nặng nề. Ok, vậy thì từ đây chúng ta sẽ có từ rain. Heavily có nghĩa là mưa nặng hạt. Ok, nghĩa là mưa to đấy ạ. Hoặc là mưa to nhá. Đó, các bạn liên hệ từ như thế này cho dễ nhớ nhá. Chúng mình học một trạng từ nhưng mà chúng mình phải suy được ra tính từ của nó là gì nhá. Để chúng mình nhớ cho dễ luôn. Heavy, heavily, rain, heavily. Ok. Tiếp theo cô có từ số 2 đó chính là... Rồi các bạn lấy bút để gạch chân cùng cô nào. Từ số 2 đây chính là từ essay. Ok, essay ở trong câu số 5 đấy. Essay là một danh từ và từ này có nghĩa là bài luận. Bài luận văn ấy. Ok, bài luận văn đấy các bạn ạ. Bài luận văn. Essay, ok. Và chúng mình có cả một cụm đó chính là write an essay, nghĩa là viết luận văn. Đó, các bạn học từ vựng theo cụm cho cô cho dễ nhớ nhé. Write an essay, viết luận văn. Và từ cuối cùng cô có là một cụm I have no time to. Ok, thì các bạn sẽ ghi cho cô là have no time to do something. Rồi, và chúng ta dịch là không có thời gian để làm gì. Ok, các bạn đọc với cô này. I have no time to help. Ok, nghĩa là tôi không có thời gian để giúp đâu. Ok, vậy thì chúng ta suy ra một cụm đó chính là have no time to do something. Không có thời gian để làm gì các bạn nhé. Nhớ là to do something. Rồi bây giờ thì trước khi mà chúng ta chuyển sang phần bài tập cuối cùng, cô mời các bạn hãy cùng cô đọc lại những từ vựng sau. Heavy, tính từ. Heavily, trạng từ, nặng nề. Heavy là tính từ nặng. Heavily, trạng từ nặng nề. Rain heavily, mưa nặng hạt, mưa to. Essay, danh từ, bài luận văn. Write an essay, viết luận văn. Have no time to do something, không có thời gian để làm gì. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô đến với bài tập cuối cùng. Đó chính là phần bài tập số 4. Exercise number 4. Find one mistake in each sentence and correct it. Các bạn hãy tìm giúp cô trong bài này một lỗi ở mỗi câu và hãy sửa lỗi. Ok, bây giờ thì các bạn nhìn với cô, mỗi câu ở trong bài số 4 này chúng ta đều có một lỗi nhá, chỉ một lỗi duy nhất thôi. Vậy thì nhiệm vụ của các em sẽ là đọc thật kỹ và xem là lỗi nó nằm ở đâu và chúng ta có nhiệm vụ là sửa cái lỗi đó cho đúng. Ok, câu số 1 là the students do the project in unit 10 now. Các bạn học sinh thì làm bài project, nghĩa là làm bài dự án ở trong bài số 10 ngay bây giờ. Ok, bây giờ thì các bạn ấy đang làm bài. Vậy các bạn nhìn thấy cô có từ now. Now là gì ạ? Là một trạng từ chỉ thời gian. Các bạn đang làm ngay bây giờ. Thì chúng ta phải sử dụng thì gì? Các bạn vừa học ở bài số 3 xong. Thì hiện tại tiếp diễn đúng không nào? Now, dùng thì hiện tại tiếp diễn. Vậy thì ở đây các bạn thấy là động từ của chúng mình đang chia là gì ạ? Là do. Có đúng chưa ạ? Có đúng là thì hiện tại tiếp diễn không ạ các bạn?
Không hề nhá. Ở thì hiện tại tiếp diễn, câu khẳng định của chúng ta phải là chủ ngữ, là the students, là chủ ngữ số nhiều rồi này. Thì nó phải đi với cả are. Sau đó động từ chính là the do này thì phải nói là doing. Ok, vậy thì các bạn sửa lại lỗi cho câu này cho cô nha. Lỗi sai sẽ nằm ở từ do. Các bạn khoanh vào cho cô nào. Khoanh vào cho cô từ sai nào. Rồi, bây giờ mình sửa. Mình sửa vào giấy cho cô. Bài số 5. À, bài số 4, sorry, bài số 4. Câu số 1 này. The students are doing. Rồi, chúng mình gạch chân để biết đây là chỗ đúng nha. The project in unit 10 now. The students are doing the project in unit 10 now. Các bạn học sinh đang làm phần dự án ở trong bài số 10 ngay bây giờ. Câu số 2. At the moment, the teacher is explaining how solar energy works. Ngay lúc này thì giáo viên đang giải thích cách thức hoạt động của năng lượng mặt trời. Ok, vậy thì các bạn thấy là cô có cụm at the moment. Nghĩa là ngay lúc này. Ngay lúc này cũng là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Và ở trong thì hiện tại tiếp diễn thì công thức của chúng mình sẽ là chủ ngữ cộng to be và cộng với verb in. Vậy thì ở đây chủ ngữ là the teacher. To be là is, có đúng không ạ? Chính xác luôn. Bởi vì giáo viên ở đây là teacher, số ít. Thì động từ to be cũng là số ít luôn. Is, the teacher is. Nhưng động từ chính của chúng ta là từ explain. Thiếu đúng không nào? Phải có đuôi in cơ mà. Vì vậy nên ở đây chúng ta đang thiếu đuôi in rồi nhá. Khoanh vào cho cô và sửa lại nào. Câu số 2 phải là at the moment the teacher is explaining, đang giải thích how solar energy works. Okay? At the moment, the teacher is explaining how solar energy works. Câu số 3. Nowadays. Rồi, các bạn lại nhìn thấy cụm nowadays nghĩa là gì đấy ạ? Thì hiện tại tiếp diễn nhá. Rồi, một trong những dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn đấy. Cô viết thêm vào đây cho các bạn nha. Ok, now giờ đây các bạn viết lại giúp cô này. Ở đây mình bỏ S đi. S viết vào đằng sau. Ok, now giờ đây. Rồi. Là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Now giờ đây có nghĩa là ngày nay. Nowadays, people in Africa is not using energy from natural gas. Ok. Ngày nay thì người dân ở châu Phi đang không sử dụng năng lượng đến từ khí ga tự nhiên nữa, khí đốt tự nhiên nữa. Ok. Vậy thì các bạn nhìn thấy là đây người ta đang sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Vậy đúng rồi, còn gì? Sai ở đâu nhỉ? À, sai là bởi vì people là danh từ số nhiều. Vậy thì động từ to be có thể là is không ạ? Không được đâu các bạn nhá. Nếu mà people là số nhiều thì to be của cô phải là are cơ. Ok, vậy thì phải viết lại thành lỗi sai nằm ở từ to be này, là từ is. Viết lại thành nowadays people in Africa are not using energy from natural gas. Okay? Are not using energy from natural gas. Rồi, chúng mình gạch cho cô nào. Are là đáp án đúng này. Ở trên này là cụm explaining là đáp án đúng này. Ok, vậy là chúng mình đã xong rồi nhá. Ngày nay thì mọi người dân ở châu Phi đang không sử dụng năng lượng đến từ khí đốt tự nhiên nữa. Tiếp theo chúng mình đến với câu số 4 giúp cô nào. Câu số 4. They are use wind energy instead of coal. Ok, câu này thì mọi người nói là gì ạ? Họ đang sử dụng năng lượng gió thay vì năng lượng than đá. Rồi, vậy thì các bạn thấy đáp án sai ở đâu ạ? Chúng ta đã có là they are. Ok, they are. Rồi,
Vậy thì ở đằng sau có dùng use rồi không ạ? Đã có to be rồi lại có động từ nữa. Động từ ở đây phải thêm đuôi ing thì mới chính xác được nha. Để chuyển nó về thì hiện tại tiếp diễn thì câu này phải là they are using wind energy instead of coal. Okay? They are using wind energy instead of coal. Đó, sao động từ to be các bạn dùng cho cô verb nha. They are using. Họ đang sử dụng nguồn năng lượng gió thay vì năng lượng than đá. Và câu cuối cùng, number 5. We look for a cheap, clean and effective source of energy now. Rồi, các bạn gạch chân từ now nè. Now là thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Chúng tôi đang tìm kiếm một nguồn năng lượng rẻ, sạch sẽ và hiệu quả. À, vậy thì các bạn thấy là hiện tại tiếp diễn we ở đây là chủ ngữ, sau nó phải có động từ to be chứ. We gì? We are. Verb động từ chính trong câu, từ look phải chuyển thành looking mới đúng nha. Vậy thì đáp án sai là ở đây. Rồi, chúng ta viết lại cho cô. Câu số 5. We are looking for a cheap, clean and effective source of energy now. Okay? Chúng tôi đang tìm kiếm một nguồn năng lượng rẻ, sạch sẽ và hiệu quả ngay bây giờ. Okay? Rồi chúng ta có từ are looking. Okay? Are looking là từ thay thế chính xác của câu này. Vậy thì đối với bài tập số 4 này, trước khi mà chúng ta nghỉ, các bạn sẽ ghi lại một số từ vựng với cô nhé. Từ vựng đầu tiên mà chúng mình cần chú ý ở trong bài số 4 này là từ explain. Rồi chúng ta ghi lại với cô này. Explain. Đây là một động từ. Và từ này có nghĩa là giải thích các bạn nhé. Giải thích. Explain. Giải thích. Tiếp theo thì chúng ta còn có từ nowadays. Rồi, nowadays. Now giờ đây nghĩa là ngày nay. Ngày nay. Tiếp theo chúng ta có từ instead of. Instead of. Rồi các bạn ghi lại với cô này. Instead of có nghĩa là thay vì. Rồi, thay vì. Ok. Ở đây câu số 4 người ta nói là họ đang sử dụng năng lượng gió thay vì instead of, thay vì là than đá đúng không nào. Và câu cuối cùng thì chúng mình có từ effective. 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 Từ này có nghĩa là hiệu quả các bạn nhé. Hiệu quả. Ok. Rồi giờ chúng ta kết thúc bài 5 ở đây. Và mời các bạn đọc lại với cô 4 từ vựng sau. Explain, giải thích. Nowadays, ngày nay. Instead of, thay vì. Và effective, hiệu quả. Ok, so we just finished correcting all the exercises under looking back. Vậy là chúng ta đã vừa mới hoàn thành xong tất cả những bài tập ở trong phần looking back với hai chủ đề liên quan tới từ vựng và ngữ pháp. Vậy thì cô xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các em ở trong những video tiếp theo. Chúng mình sẽ hoàn thành nốt những bài tập còn lại của Unit 10 Energy Sources trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, sách Global Success các em nhé. Ok, goodbye and see ya!